Thái Lan thua giao hữu trước vòng loại World Cup. Đội tuyển Thái Lan thua Oman 0-1 trong trận đá tập kín ở Dubai tối ngày 25 tháng 5 trước thềm 4 loạt trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Thái Lan vắng nhạc trưởng Chanathip Songkrasin, cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản và chỉ có thể hội quân ngày 2 tháng 6. Còn tiền vệ Thalawas Chithawan cũng vừa rời câu lạc bộ Leicester City để tới UAE, không kịp góp mặt ở trận này. Thông qua hình ảnh, Thái Lan dùng nhân tố quen thuộc như thủ môn Siwarak, Tesung Loa, hậu vệ Nurupazin, Oeza, Watnorom, Sufan, Thongsong, tiền vệ Sarak Yumen hay tiền đạo Supachai Charet bàn duy nhất cho tiền đạo Abdulaziz Anfupani ghi ở phút thứ 43. Thái Lan còn trận giao hữu tổng duyệt với Tajikistan ngày 29 tháng 5 trước khi tiếp tục vòng loại World Cup gặp Indonesia vào ngày 3 tháng 6, UAE 7 tháng 6 và Malaysia 15 tháng 6. Tối ngày 25 tháng 5, Indonesia thua Afghanistan 2-3 cũng ở trận đá tập tại Dubai. Afghanistan dẫn 3-0 nhờ công của Lola Amiri, Amizuddin Sarifi và Hossein Ramani. Indonesia gỡ được 2 bàn sau 5 phút nhờ Agis Maulala, Vicky và Adam Sesarno. Thầy trò Shin Sen-jung còn giao hữu với Oman ngày 29 tháng 5 trước khi đá vòng loại World Cup với Thái Lan ngày 3 tháng 6, Việt Nam 7 tháng 6 và UAE 11 tháng 6. Thái Lan đang đứng thứ 3 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ít hơn đỉnh bảng của Việt Nam 3 điểm. Còn Indonesia đã bị loại do thua cả 5 trận đầu.